Anh rất là bằng lòng. Cảm ơn anh. Nguyễn Hoài Anh, chị có bằng lòng đón nhận người đàn ông cũng rất là xinh đẹp này, chị đang đứng với anh em để trở thành người đàn ông, người bố và là người ông duy nhất của những thế hệ con cháu của chị, và hứa sẽ chăm lo, nâng đỡ và cùng nhau vượt qua sóng gió. Chị An đồng ý nha các bạn. Chị An đồng ý nha, chị An đồng ý rồi. Ở những lời chúc phúc chân thành từ các cô, các chú và các anh chị đang có mặt ở đây ngày hôm nay.